Nguyễn Phi Hùng tiết lộ vì sao đến giờ vẫn độc thân. Dù gia đình Nguyễn Thiên Phi Hùng không ai theo nghệ thuật, nhưng tất cả tình yêu thích văn nghệ, xem như món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Sự yêu thích này đã truyền cảm hứng cho Nguyễn Phi Hùng, thôi thúc anh bước chân vào trường múa để phát triển tài năng. Những ngày đầu tập múa, Nguyễn Phi Hùng cảm giác như tập võ, với độ gian khổ không hề kém cạnh. Giai đoạn ép dẻo đầu tiên luôn để lại nhiều ám ảnh đối với bất kỳ ai ở bộ môn này. Mỗi lần ép dẻo là đau lắm, nhiều khi luôn đi cà nhắc, tối ngủ phải tập. Tôi để hai cái gói ở hai bên đầu gói, sáng hôm sau khép lại không được. Chính vì thế ai học múa xong thì cũng sở hữu một dáng đi ngầu ngộ, Nguyễn Phi Hùng chia sẻ. Sau khi chia tay, nghề múa đã gắn bó 12 năm, cơ duyên dẫn dắt Nguyễn Phi Hùng đến với con đường trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp chính từ những buổi vui chơi ngẫu hứng. Khi ấy, anh đảm nhận vai trò hướng dẫn vũ đạo cho các ca sĩ. Trong những giờ giải lao, hát karaoke vui vẻ với nhau thì người quản lý trong công ty đã phát hiện ra chất giọng đẹp của Nguyễn Phi Hùng cộng thêm khả năng múa phù hợp với định hướng phát triển của nghệ sĩ của công ty lúc bấy giờ. Khi nhận được lời mời trở thành ca sĩ, Nguyễn Phi Hùng có chút lưỡng lự. Tuy nhiên, sau khi tham gia các buổi tập luyện, anh tự tin để quyết tâm theo đuổi con đường ca hát. Về sau, anh lấn sân sang đóng phim theo lời mời của các nhà sản xuất. Ngoài những tâm sự về nghề nghiệp, khán giả còn được nghe Nguyễn Phi Hùng trải lòng về đời tư. Cho đến nay, dù được xem là một trong những anh chàng độc thân được nhiều cô gái mơ ước nhất showbiz Việt, song Nguyễn Phi Hùng vẫn lẻ bóng. Nguyên nhân là do anh chạy show quá nhiều, ít có thời gian để tìm hiểu, gần gũi hay chia sẻ với người yêu. Thời điểm đó, Nguyễn Phi Hùng chấp nhận gác tình cảm sang một bên để hoàn thành trách nhiệm với công ty cũng như với khán giả yêu mến anh. Nguyễn Phi Hùng tiết lộ anh thường bị chia tay hơn là chủ động chia tay người khác. Anh say mê công việc, bận rộn mà không để tâm, dẫn đến trắc trở tình duyên. Nguyễn Phi Hùng mong rằng trong tương lai sẽ tìm thấy một phụ nữ hiểu được mình cũng như công việc này để hai bên có cái nhìn thấu cảm hơn. Bên cạnh những phút trải lòng, khán giả lắng nghe giọng hát của Nguyễn Phi Hùng qua các ca khúc Vũ Phúc Tango, Nhớ Gấp Ngàn Lần Hơn, Dáng Em, Yên. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.